Hello, xin chào các bạn. Sau cái series lần trước mà mình chia sẻ về cái bộ máy Hackintosh mà build bằng con CPU Xeon 2560V2 thì cái bộ đó build ở tầm 5 triệu hơn thôi các bạn. Nhưng mà bây giờ card màn hình nó mắc hơn rồi thì chắc có lẽ là phải build 6 triệu mới đủ các bạn. Thì sau cái series đó thì có vài cái bình luận ở bên dưới các bạn. Tại kênh mình nó nhỏ mà bên dưới chỉ có vài bình luận thôi. Thì các bạn đa số là hỏi về những cái con CPU này của em có thể cài được hay không, rồi con Vega này có thể cài được hay không. Thì mình thấy là các bạn có vẻ là chưa có nắm được cái thông tin là những cái cấu hình nào có thể cài được Hackintosh. Thì hôm nay mình làm một cái video khác để mà chia sẻ cho các bạn, để các bạn nắm rõ hơn. Mà cái này nó dễ dàng lắm các bạn, tại trên những cái diễn đàn về Hackintosh đó, nó có đầy đủ luôn các bạn. Chẳng qua là mình ngại đọc thôi. Thì ở đây mình sẽ tổng hợp lại một cách ngắn gọn nhất cho các bạn. Chỉ có một vài điểm thôi. Mình sẽ vẽ theo cái kiểu sơ đồ tư duy các bạn. Nó rất là ngắn gọn. Chỉ có chừng 10 cái gạch đầu dòng thôi. Nhưng mà mình vẽ kiểu này thì các bạn sẽ dễ hình dung hơn. Thì sau này các bạn khi mà cần build một cái hệ thống Hackintosh, hay là các bạn muốn cài cho cái hệ thống mà các bạn đang có sẵn, thì các bạn có thể dựa ở đây, các bạn có thể mua thêm card màn hình hay là mua thêm card wireless để mà các bạn có thể cài cho cái hệ thống có sẵn. Thì cũng như là các bạn nào mà build mới luôn á thì cũng thể dựa theo cái tài liệu này mà mua linh kiện cho nó phù hợp, và các bạn có thể cài đặt một cách dễ dàng nhất. Rồi ok, bây giờ mình sẽ quay trên máy và tiến hành chia sẻ cho các bạn đầy đủ luôn nha các bạn. Mind map của mình nó chỉ có bao nhiêu thành phần đây thôi các bạn. Thì các bạn nhìn đây, đây là một cái máy Hackintosh của mình. Thì những cái thành phần quan trọng nhất thì nó chiếm cái vị trí lớn nhất nè các bạn. Thì ở đây mình có CPU, GPU và card mạng, card wireless các bạn, card không dây á, Wi-Fi với Bluetooth luôn thì mình ghi chung là wireless. Thì ở đây con CPU là nó chiếm gần như là 60% cái chuyện mà các bạn có thể cài được Hackintosh hay không đó các bạn. Đó. Thì ở đây mình có mình sẽ đi vào chi tiết ở CPU nha các bạn. Đó. Thì bên trên này mình sẽ nói kỹ hơn về máy bàn. Đó. Máy bàn, và ở dưới này là laptop nha các bạn. Thì bây giờ máy bàn thì các bạn cần coi có CPU thế hệ thứ 2 trở đi nha các bạn. CPU Intel nha, mình đang nói Intel nha các bạn. Nó lớn hơn thế hệ 2. Đó. Gen 2 đi, ghi về cho các bạn dễ dễ hình dung. Nó là Gen 2, nó gọi là Sandy Drive các bạn. Mình ghi về không biết có đúng hay không. Đó. Sandy Drive. Hình như là vậy mới đúng nè. Đó. Vậy mới đúng nè các bạn. Thì con CPU này thì trên máy bàn á, thì từ thế hệ thứ 2 trở đi này là các bạn có thể cài được 2 CRAM nha các bạn. Đó. Cài được thì đó. Mình đi gì hy vọng là nó không có thiếu chữ nào. Đó các bạn, thì cài được 2 CRAM. Rồi mà muốn cài trên Mojave á thì các bạn buộc phải có CPU nó là thế hệ thứ 3 trở đi. Gen 3. Trên này là Gen 2. Mình ghi lộn chữ này, mình sửa lại nha các bạn. Đó. Gen 3. Thì ở đây á Gen 3 này á thì các bạn không có cần phụ thuộc vào cái dòng CPU nào. Ví dụ như là dòng CPU Xeon mà Gen 3 thì tất cả con CPU Xeon Gen 3 các bạn đều cài được hết. Và Celeron các bạn cũng cài được hết luôn các bạn. Pentium rồi các kiểu. Đó, Pentium rồi Celeron. Nó các bạn cài được hết các bạn. Chỉ có là tại vì cái máy bàn các bạn không có phụ thuộc vào cái card onboard trên cái con CPU này. Tại vì mỗi con CPU Intel nó có cái card onboard, nó gọi là kiểu như là HD 5000 mấy hay là card Iris rồi này kia đó các bạn. Thì nó không có phụ thuộc vào những cái card onboard này. Các bạn có thể cắm một cái card rời vào và các bạn cài thoải mái. Những cái card rời thì mình sẽ đề cập ở phần GPU này sau nha các bạn.
Đó, thì nếu mà các bạn có những cái con CPU như là Xeon, Pentium, Xeon này thì buộc các bạn phải có card rồi. Còn nếu mà các bạn sử dụng những cái con Intel i57 đó, i57 mà cái dạng thế hệ thứ hai, thứ ba hoặc là ngon nhất là thế hệ thứ tư trở đi là các bạn không muốn cần card rồi, các bạn vẫn cài được nha các bạn. Đó, thì đây mình ghi thêm bổ sung thêm là i5, i7 rồi các kiểu để cho các bạn nào mà không có rành nhiều về phần cứng thì mình có thể coi cái tài liệu này mình hiểu được. Rồi tiếp theo á thì mình sẽ nói về laptop các bạn, tại vì rất là nhiều bạn hỏi con CPU laptop ở bên dưới phần bình luận của những cái video mình đã làm về cái series trước. Thì ở đây laptop thì các bạn buộc phải có CPU thế hệ thứ ba trở đi, à nhầm, CPU thế hệ thứ tư các bạn. Laptop thì buộc phải CPU thế hệ thứ tư, tức là dạng như i5 4000 mấy rồi này kia đó các bạn, đó này nên gọi là thế hệ thứ tư. Thì mình phải Gen 4 trở đi, Intel Gen 4 nha. Thì laptop thì buộc phải Gen 4 rồi, tại vì laptop nó là những cái con card màn hình của nó, ví dụ như HD Graphics thì sẽ không được hỗ trợ như các bạn, không được hỗ trợ, nó không hỗ trợ bởi macOS. Thì những cái card HD Graphics này thường nó nằm trên những cái con CPU Celeron, hay là những cái con CPU gần đây á, là cái dòng mà dùng mà gọi là gì ta, Pentium đồ này kia đó các bạn, những cái dòng mới á, hồi xưa rất là xưa luôn thì Intel sử dụng cái tên mã là Pentium. Rồi gần đây thì họ cũng cũng có những cái con mà CPU thế hệ mới cũng là Pentium luôn các bạn. Thì cũng cũng những cái con này á, nó sử dụng những cái card onboard của nó không có phù hợp để cài Mac nha các bạn. Thì nếu mà laptop thì các bạn đâu có thể nào gắn được card màn hình rồi, nên là tốt nhất là laptop thì phải là Intel Gen 4 trở đi. Đó, thì ở đây mình chỉ nói về Intel thôi các bạn, còn đa số những cái laptop mà xài CPU AMD á thì các bạn là gần như là rất là khó cài đặt rồi. Còn nếu mà ở laptop máy bàn á thì AMD có thể cài được nha các bạn, AMD cài được. Nhưng mà các bạn cần phải có một số cái thủ thuật, chứ các bạn không có thể nào mà để nguyên vậy mà các bạn cài được. Thì các bạn tùy theo cái dòng CPU AMD mà các bạn cần có những cái thủ thuật khác nhau. Thì ở đây mình ghi là cần phải chỉnh sửa bootloader. Thì đáng lẽ là mình chỉ cần share cái file này lên cho các bạn thôi, nhưng mà nếu mà chỉ với cái file này á, thì có thể là nó sẽ không đủ những cái ý mà mình muốn nói, nên là cái file này cái dạng như là mình tóm tắt lại những cái gì mình cần nói. Thì các bạn mà khi mà xem cái video này rồi các bạn nhìn lại cái file thì các bạn sẽ thấy nó dễ hiểu hơn đó. Rồi ở đây mình ghi thêm là PC đó, còn dưới này là laptop nha các bạn. Thì lát nữa mình cũng sẽ share cái file này lên đâu đó cho các bạn để các bạn dễ nhìn nha các bạn. Đó. Rồi, tiếp theo CPU thì bao nhiêu đó là đã đủ rồi. Thì tóm lại các bạn cần phải nhớ là laptop thì phải là thế hệ thứ tư. Còn máy bàn thì thế hệ thứ hai cũng có thể miễn cưỡng cài được, nhưng mà chỉ cài được 2 Sierra thôi. Còn nếu mà muốn lên Mojave này kia thì buộc phải thế hệ thứ ba. Rồi. Rồi con GPU, nếu mà các bạn nào mà có điều kiện hoặc là nếu mà không có điều kiện cũng nên sử dụng RX CPU GPU của AMD nha các bạn, RX 460 trở đi. Đó, mình sẽ ghi đây, RX 460 3 chấm đi. Đó, lớn hơn RX 460 là được. Đó. Rồi những cái con như là Vega 56 này kia, 56 rồi Vega 64 thì cài ngon nha các bạn. Đó. Nhưng mà những cái con này á, thì nó hơi đắt thôi, nó hơi đắt hơn những cái dòng RX. Tại vì lúc trước á, khi mà cái series trước mình hướng dẫn cho các bạn á, thì cái đợt đó Bitcoin đang xuống giá các bạn, nên là
những cái dòng Vega RX 460, 470, 580, 570 này kia rất là rẻ. Đó, mình mua những cái con đó cỡ tầm triệu là có rồi, thì rất là rẻ luôn. Còn hiện tại thì nó rất là mắc các bạn. Nhưng mà các bạn có thể mua những cái con RX 460 này, hiện tại thì cũng cầm 1 triệu mấy thì các bạn có thể cài được. Đó. Còn ở bên dưới này thì cũng có một cái nhánh khác nữa gọi là Nvidia. Đó, thì GPU của những cái thằng này á. Rồi sorry các bạn, nãy giờ mình ghi chữ Hoa không, có lẽ nó hơi to khó nhìn. Nhưng mà thôi, về Vega này thì nó cũng ngắn gọn thôi các bạn, nó cũng không có gì nhiều hết. Thì các bạn những cái dòng lỡ mà các bạn xui, các bạn có những cái cạc sẵn của Nvidia thì các bạn có thể chọn những cái dòng mà nó có cái gọi là cái kiến trúc Kepler các bạn. Đó, nó ghi cái chữ này, kiến trúc Kepler. Thì cái này là các bạn nào mà tìm hiểu chuyên sâu về Vega thì sẽ rõ. Nhưng mà các bạn có thể sạc bằng cách là ví dụ như là các bạn có cái dòng cạc màn hình là GTX 710 đi. Đó. Thì các bạn GT 710 chứ không, nếu không có X. GT 710. Mình có cái con GT 750 thì nó lại không phải kiến trúc Kepler các bạn, không có cài được. 730. 730 cũng cũng cài được các bạn. Đó. Thì các bạn cái này á, là các bạn buộc phải sạch. Các bạn nên tìm hiểu, ví dụ như các bạn có cái cạc Nvidia cũ mà các bạn không muốn mua mới thì các bạn nên sạch. Nếu mà nó là kiến trúc Kepler thì có thể cài được, nhưng mà cài được á thì chỉ là cài được cái phiên bản Mac Mac cũ thôi các bạn. Nó sẽ không có cài được cái Mac mới từ 2 Sierra nữa đi, 2 Sierra trở xuống thì các bạn có thể cài được. Đó, thì chỉ cài được 2 Sierra thôi. Đó, mình ghi rõ đây để cho các bạn thường á, đa số mình thấy các bạn hỏi về cái cạc màn hình Nvidia thì các bạn hay hỏi hỏi cái câu này. Thì các bạn nên coi cái cạc của mình là cái cạc, cái tên mã là gì, sau đó mình lên mình sạch. Đó, rồi ok thì như vậy thôi. Rồi cái quan trọng thứ ba nữa là cái cạc wifi các bạn, nó giống như cái linh hồn vậy đó các bạn. Tại vì những cái đặc sản của Mac á, thì thường phải dùng những cái cạc wifi của những cái cạc wireless của Mac, mà những cái cạc đó nằm trong những cái con như MacBook Air đời 2013, 2014 rồi các bạn. Bây giờ nó bán linh kiện rất là nhiều, nên là các bạn mua những cái cạc đó xong là mua những cái adapter chuyển. Thì cái adapter chuyển đó nó như thế nào mình sẽ để ở cái phần link ở bên dưới cho các bạn tham khảo. Mình có làm hẳn một cái video về những cái cạc wifi mà cho Hackintosh luôn, thì các bạn không có rõ thì các bạn có thể click vào cái video đó xem, sau đó kéo vào bên dưới, kéo xuống bên dưới các bạn coi mình có những cái link mua. Các bạn phải mua đúng nha, mua đúng thì cắm vô mới được. Thì đa số những cái cạc wifi này á, thì đối với máy bàn thì các bạn rất là dễ dàng, nhưng mà đối với máy laptop á, thì các bạn phải mua đúng cái adapter nó. Thì mình cũng sẽ cập nhật thêm những cái adapter cho laptop luôn, cho những cái bạn mà mình thấy rất là nhiều bạn xài laptop thì hỏi cạc của Apple có cắm được hay không, thì mình cũng sẽ cập nhật cái video đó ở bên dưới cho các bạn, những cái link mà mua những cái adapter cho laptop nha các bạn. Rồi thì cái cạc này đó gọi là cái cạc BCM 94360 CS2, hoặc là các bạn cứ search 94360 là trên Shopee hay là trên Lazada nó có. Nhưng mà các bạn yên tâm, mình sẽ để link ở bên dưới cho các bạn, tất cả các nội dung này mình cũng sẽ để link ở bên dưới để các bạn nào mà lười tìm á thì có thể click vào bên dưới mua thẳng luôn nha các bạn. Nó thì BCM 94360, thì BCM là viết tắt của Qualcomm á các bạn, Broadcom chứ không phải Qualcomm. Đó, thì cái cạc này á là nó có trên những cái MacBook Air đó, cạc cũ của MacBook Air ghi rõ luôn, tại vì cái này nó ngắn quá nên mình ghi cho thêm nhiều chữ chút bạn. Đó, MacBook Air, MacBook Pro đời 2013 này kia đó, thì nó có những cái cạc này, và bây giờ nó bị hư thì nên là người ta bán linh kiện của những cái cạc này nó rất là nhiều. Đó, bạn mua những cái cạc này về là xài là ngon lành luôn, không cần phải cài gì hết, tại vì nó tương thích sẵn với Mac rồi. Đó, vậy thôi.
Rồi tiếp theo á, về phần mà main board á các bạn, main board thì gần như là không có cần phải lưu ý nhiều, chỉ cần là cái main board đó cắm được CPU thôi. Nhưng mà nó chỉ có ví dụ như là các bạn xài CPU thế hệ thứ tư của Intel thì các bạn buộc phải xài những cái main board mà cắm được cái con CPU thế hệ thứ tư đó. Nhưng mà những cái con main board mà ví dụ như trừ khi những cái con mà nó lạ quá của Trung Quốc này kia đó, thì các bạn sẽ gặp một vài cái lỗi nhỏ. Nhưng mà cái đó là tùy vào cái lỗi, mình không muốn liệt kê ở đây, nó sẽ dài lắm, cái video này nó dài lắm. Nên là đa số là các bạn sẽ không gặp vấn đề nào ở mainboard hết. Nhưng mà nó chỉ có một số hai cái điểm mà mình thấy là mình hay gặp, đó là về USB các bạn. USB thì nó nhận không có đúng. Để mình gõ xong rồi mình sẽ giải thích cho các bạn. Đó, nó nhận không có đúng cổng các bạn. Thì không đúng cổng ở đây á, là ví dụ như là cái con cái cổng đó là USB 3.0 mà nó lại nhận là USB 2.0 các bạn đó, hoặc là cái cổng đó là USB à, thường là vậy thôi thường chứ nếu mà USB 2.0 mà nó nhận 3.0 thì cũng không ảnh hưởng gì các bạn, tại vì hai cái đó thì chỉ khác nhau là tốc độ thôi, mà nếu mà nó nhận 3.0 thì nó đâu có bị ép cái tốc độ xuống, thì các bạn cũng không có cần phải quan tâm, chỉ trừ khi là của mình là 3.0 mà nó nhận có 2.0 thì lúc đó là mình chép dữ liệu nó chậm lắm các bạn. Đó vậy thôi. Còn về phần Vega, về phần những cái cổng như là cổng có những cái mainboard nó không có cổng HDMI các bạn. Đó thì các bạn nếu mà xài card onboard mà xài những con CPU Intel từ thế hệ thứ tư trở đi á, mà các bạn xài card onboard thì nó ví dụ như là các bạn cắm cổng HDMI nó không nhận, nó không có ra hình. Các bạn buộc phải cắm cổng cắm cổng khác, ví dụ như là cổng DVI chẳng hạn. Đó. Rồi còn cổng cổng Vega thì gần như là cấm, nó không có, gần như nó ít có tương thích với Mac đời mới lắm các bạn. Đó. Thì tốt nhất là các bạn cái main nào nên có cổng HDMI, nếu mà các bạn quyết định là xài cái GPU tích hợp của Intel luôn thì các bạn nên có cổng HDMI. Nếu mà có cổng DVI thì cũng ngon hơn hai cổng đó nha. Rồi, chỉ vậy thôi. Còn về mặt phần mềm á, về mặt cài đặt các bạn thì các bạn cần có hai cái loại bootloader là Clover và OpenCore. Thì OpenCore thì mình có làm một cái clip cụ thể về cái bootloader mới này. Thì Clover thì trước giờ rồi, nó được hỗ trợ rất là nhiều. Nó tại vì mọi người xài nó từ trước tới giờ rồi, còn OpenCore thì mới hơn và nó hứa hẹn là nó sẽ cho cái khả năng tương thích tốt hơn với Mac OS đời mới các bạn. Ví dụ như Pixar được thì OpenCore nó hỗ trợ tốt hơn. Đó. Thì tùy theo các bạn chọn thôi. Thì mình sắp tới mình sẽ làm một cái series chia sẻ cho các bạn về tất cả những cái bộ máy mà mình tìm thấy có trên thị trường hiện tại, trên Shopee hay là trên Lazada, những cái trang thương mại điện tử phổ biến của mình đó, những cái bộ máy mà ngon bổ rẻ mà có thể cài được á, thì mình sẽ chia sẻ cho các bạn, và mình chia sẻ luôn những cái bootloader luôn, dạng như là nếu mà nó mình làm được OpenCore thì mình sẽ chia sẻ cho các bạn, còn máy thì mình sử dụng Clover thôi nha các bạn. Rồi ok, thì cái video clip này nó mình thấy là cũng khá là dài rồi, cỡ 10 20 phút rồi. Thì mình sẽ chia sẻ cái file này ra ở bên dưới là một cái trang web nào đó cho các bạn, nếu mà cần thì có thể download về xem từ từ. Và nếu mà các bạn có bất kỳ câu hỏi nào hoặc là mình trong clip này mình có làm thiếu sót gì thì các bạn cứ để là bình luận bên dưới nha các bạn, mình sẽ trả lời các bạn. Rồi, hy vọng là cái video clip này giúp ích được cho các bạn. Rồi, cảm ơn các bạn rất là nhiều. Xin chào.